Hello, mình chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ, may mắn. Nay ngày 14 cũng ngày rằm nên mình có nấu cháo chay ăn. Mời cả nhà cùng xem với mình nha. Nguyên liệu mình nấu cháo mình có chuẩn bị là trước tiên là gạo. Gạo mình đã vo sạch với để rổ cho nó ráo ra rồi mình đem đi ra. Còn đây là nấm rơm, tàu hũ, cải củ cải đỏ sắc hạt lựu, còi diêm chay với hành. Còn ăn chung với cháo là mình có chuẩn bị giá với bắp chuối bào. Đây là ngò, ở đây là hành, hành để ngò mình phi thơm. Ở đây là củ cải đỏ mình sắp bông. Còn nêm nguyên liệu để nêm cháo mình có chuẩn bị là bột ngọt, muối, đường, hạt nêm chay với tiêu. Trước tiên mình bắt cái nồi lên, đặng mình sấy hành phi, mình sấy hành phi bằng cái nồi đặng sẵn, mình hồi mình lấy cái nồi là mình nấu cháo luôn. Dầu cũng đã nóng rồi, mình sẽ cho hành vô. Hành đã sôi mạnh rồi, mình sẽ đảo liên tục đến khi nào vàng thôi. Hành hành sấy giờ nó quá thơm cả nhà ơi. Hành phi cũng gần vàng rồi. Hành mình phi vậy là mình tắt bếp được rồi cả nhà ơi, để cái tô. Kiếm gì mà làm cũng không kịp chứ. Chị mà muốn vàng đen hết trơn rồi. Mình sẽ múc dầu ra bớt. Rồi sẵn cái nồi mình phi hành đó, mình sẽ để vô giang gạo luôn. Bạn lửa nhỏ nhỏ. Cháo mình nấu gạo rang nó ngon hơn là cái mình không rang. Mình rang hột gạo nãy giờ cũng hơi xa, nó cũng săn hột gạo lại rồi, mình sẽ cho nước ấm vô. Tiếp tục mình cho nước thêm vô. Giờ mình cho nước vô từ từ coi nó nở ra coi đặc khá thì mình cho thêm nước vô thêm nữa. Còn lò bên đây mình sẽ bắt cái chảo lên cho dầu vô. Dầu mình phi hành hồi nãy. Chảo dầu cũng đã nóng rồi, mình cho nấm rơm vô mình xào. Xào sơ cho nó thơm rồi mình sẽ cho qua nồi cháo nấu chung vô luôn. Cũng dầu. Rồi tiếp tục mình sẽ cho miếng dầu vô. Mình sẽ xào bò viên chay. Rồi mình cũng cho qua nồi cháo luôn. Mình để nấm với bò viên chay vô nấu chung, nó cũng nồi cháo cũng đã sôi dữ rồi. Nồi cháo mình thấy đặc á, mình có thêm miếng nước rồi, giờ mình sẽ nêm nồi cháo. Mình sẽ cho đường vô, hạt nêm chay, muối, bột ngọt.
Rồi một hồi mình sẽ liêm lỡ coi ăn chưa. Hột gạo mình thấy nó cũng nở rồi, mình sẽ cho củ cải sắc hạt lựu vô luôn. Tiếp tục mình sẽ cho củ cải sắc bông vô luôn. Mà cháo hơi hơi đầy dữ rồi. Là cháo đầy muốn tràn luôn rồi. Rồi cháo mình cũng đã nở nhừ rồi, giờ mình cũng đã đi nếm xong hết rồi. Giờ mình sẽ cho tàu hũ vô. Tiếp tục mình sẽ cho hành cắt khúc vô luôn. Rồi sau cùng mình sẽ cho miếng tiêu vô luôn. Nồi cháo mình đã xong rồi, cũng đã chín nhừ cháo và mình sẽ tắt bếp luôn. Giờ cháo chín rồi, mình sẽ múc cho ba má mình mỗi người một tô. Rồi mình sẽ cho cò, hành phi nãy mình sấy hơi vàng cả nhà ơi, lấy da tắt lửa không kịp, lấy da mà nó muốn khét luôn. Tiêu, mà nãy mình quên vớt tàu hũ, múc nó không dính vô. Mình sẽ cho tàu hũ lên thêm, củ cải đỏ. Nhìn tô cháo cũng hấp dẫn quá nha. Giờ tới tô của mình. Nãy ba má mình không có ăn giá, là mình không có ăn giá ghém, là mình không có để. Mời cả nhà nha. Một cháo mình nêm vừa ăn, nêm vừa ăn rồi nên mình không có chấm gì thêm nữa chứ. Ăn cục chả, ăn cục bò viên chay. Một bò viên chay nó ngon, mình khoái, cắn vô ngay cục tiêu nó ngon chứ. Nãy ca múc giả cá lắm, mình để nó giờ hơi nguội mình mới ăn được, nóng quá ăn không nổi. Cục tàu hũ, nồi cháo nó rất là thơm đó nè. Mình sấy hành đó là mình sẵn cái nồi chảo, cái nồi hành mình là sấy mình để cho mình nấu luôn nên nước nó thơm sức này.
Thấy hành thấy nó mới vừa vàng là tắt bếp luôn, mà còn muốn kẹt không kẹt thành bóng đêm luôn. Cho miếng gà này. Nay ngày 14 ngày chay, mình cũng ăn chay nữa nên sẵn thôi, thấy vậy thôi nấu cháo chay luôn. Mà cháo vừa ăn hết cái nè, nên mình ăn mình khỏi nghĩ gì hết, thêm nữa cho. Nấu với nước này mình uống trà đường. Ở nhà biết sao hôm nay mình không ăn xôi không? Không ăn kính không? Hôm nay thường ngày quay không có mở đèn lá. Hôm nay quay mở đèn lá nên thấy mai xôi nó cháo quá nên mình tháo kính ra. Nhưng mà quay ngồi nhìn vô điện thoại thấy mờ căm. Không ăn xôi là không thấy rõ. Nay mình mở đèn lá cho sáng dạ vô kính đó, nó màu sáng, dạ vô kính đó, nó cháy. Nên mình tháo kính ra mình quay đi, không kính nhưng mà nhìn lỡ cái điện thoại là mình không có thấy rõ. Cháo rất ngon nha. Nó thơm mà vị vừa ăn á. Còn cháu chào.
Rồi quá. Cháo trà ngon quá, mình ăn gần hết tô luôn. Trong thịt cá hoài cũng ngán, rau đỏ cháo trà ngon. Lâu lâu đổi vị lại nấu cháo chay ăn ngon quá nhà ơi. Mình ăn uống hết tô luôn. Video mình đến đây tạm ngưng. Cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Chúc cả nhà một buổi chiều ngon miệng. Cả nhà có yêu thích kênh cho mình xin một đăng ký kênh, một lượt thích và một chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye, chào cả nhà.